Năm nay, UN Tourism đã đánh giá hơn 260 hồ sơ đăng ký từ 60 quốc gia, chọn ra 55 làng. Những ngôi làng được nhận giải có sự nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Đến nay, UN Tourism đã trao giải thưởng cho 130 làng trên toàn thế giới. Ngoài Trà Quế, Việt Nam đã từng có hai làng khác là làng Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên và làng Tân Hóa, tỉnh Quảng Bình được nhận giải thưởng này.